ta vừa làm xong cái phần giao diện, giờ chúng ta sẽ làm cái nút nút thêm này. Với cái nút thêm này thì chúng ta phải lấy được dữ liệu từ ô này ra và thực hiện là thêm vào cái mảng của chúng ta. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ đặt cho cái ô này một sự kiện đi, on click. Lấy cả ví dụ as product chẳng hạn. Ok, as product. Ở dưới này chúng ta khai báo nó ra. Function as product. Rồi. Cái product chúng ta lấy ở đâu thì nó sẽ là last product name sẽ bằng document.getElementById của chúng ta là add.value và việc của chúng ta chỉ là list product.push. Push cái gì? Push cái product name đó vào. Là xong. Làm sao chúng ta biết chạy như vậy đi. Chạy như vậy thì nó chẳng hiện thị, ví dụ chúng ta thêm một cái iPhone 6 chẳng hạn áp vào. Làm sao cho mà chúng ta biết được là nó đã ấy chưa, nó thêm vào chưa, thì chúng ta chỉ cần thử ra show log hoặc là alert nó ra được. Tăng show log ra cái list product của chúng ta này. Đó, như vậy là chúng ta đã biết, có thể biết được là đã thêm được vào chưa này. Nên tận dụng các slot để có thể kiểm tra xem nhé. Đó, nó thêm được rồi. Nhưng mà việc của chúng ta lại phải là hiển thị nó ra nữa. Bởi vì nếu mà mọi người chỉ thêm vào nhá, cái phần hiển thị này nó sẽ làm từ ban đầu tiên, nó sẽ làm từ cái lúc mà chương trình khởi chạy luôn. Đây, cái đoạn này sẽ làm từ lúc chương trình khởi chạy. Còn cái phần hiển thị của chúng ta thì như nào nhỉ? Thì khi chúng ta thêm vào ấy, chúng ta phải làm lại, tức là hiển thị lại nữa. Chứ về vậy thì... Trời ơi, ai đây? Vậy thì làm hiển thị một lần nữa, thế chúng ta phải bê nguyên cái đoạn này, chúng ta ném vào trong đây mới được. Đó, vậy thì nó sẽ bị lặp mã. Chính vì thế chúng ta sẽ tách cái phần hiển thị này ra thành một hàm riêng, đó là function này, display all này, và chúng ta bê nguyên cái này vào là được. Đó, không có gì. Đấy là lý do tại sao chúng ta lại có một cái hàm display là như thế, và việc của chúng ta chỉ là gọi hàm nó ra thôi, gọi nó ở đây là được. Thử. Sau đó thì sau khi mà thêm, chúng ta cũng gọi nó ra ở đây một lần nữa. Đấy, chính như thế thì thử xem, để xem nó đã được thêm vào chưa nha. Chúng ta thêm iPhone 6 này. Đó, mọi người thấy không? Chỉ cần tách nó thành hàm này, xong rồi gọi nó lúc khởi tạo này, gọi cái lúc thêm xong là chúng ta đã thêm được rồi. Một việc nữa là lúc mà thêm xong thì chúng ta lại phải muốn là cái chữ iPhone 6 mất đi. Thì cách làm đơn giản thôi, đó là chúng ta gán cái product chúng ta được một chấm value, chấm value thì nó sẽ bằng rỗng. Thế là xong. iPhone 7. Đó, mọi người thấy không? Thêm vào đây rồi này, mất chữ rồi này, sản phẩm tăng này, sản phẩm tăng này. Đó. Cái phần đấy là phần nút thêm. Mọi người có hỏi gì về nút thêm không? Có chỗ nào khó hiểu trong đoạn nút thêm không? Khó hiểu thì có thể bảo em luôn nhá, có thể chat hoặc là có thể làm gì đó cũng được, bật mic lên nói thì tốt, còn không thì chat cũng được. Ok em ơi. Vâng, ok anh, đi vào tiếp thôi, phải tiếp nhá. Ok ạ. Và tiếp theo cái add thì nó cũng là khá dễ rồi. Bây giờ cái nút chúng ta làm delete trước hay là ấy chưa? Chúng ta làm delete trước đi, nút delete nhá. Vấn đề đặt ra bây giờ là làm sao chúng ta ấn được cái nút. Đó, từ tạm thời cái nút đấy chúng ta sẽ viết sự kiện cho nó đã. Đầu tiên là ấn cái nút này, on click này, chúng ta thử alert xem có được chưa, alert xem nó có làm được gì không. Mọi chú ý nhá, khi cái ngoặc của mọi người đây này nháy đơn rồi ấy, thì cái ngoặc này mọi người phải để nháy này, không có xin lỗi, được chưa? Và khi mọi người viết trong này ấy, thì nó phải khác cả hai cái ngoặc này đúng không? Nó phải khác cả ngoặc này, cả ngoặc này. Chính vì thế thì chúng ta sẽ phải làm cách khác. Đấy, chúng ta viết như này, chương trình nó sẽ hiểu là cái ngoặc này nó sẽ
chỉ có giá trị ở đây thôi, nó không không bị dính cái ngoặc 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 phẩy ở ngoài nữa, chúng ta sẽ biết được. Còn nếu mọi người không dùng cách này thì nó sẽ bị lỗi tùm lum. Rồi thử hello xem. Thôi edit đi, cái chữ edit chạy thử này. Đó, mọi người thấy không, ấn nút này đã edit rồi. Nhưng mà có một cái vấn đề là tất cả các nút đang giống nhau. Vậy thì giải pháp chúng ta sẽ đưa ra là gì? Có thêm cái này xuống dưới để thành chữ rồi. Tạo một cái function đi, function là gọi là function delete đi ạ. Letter product. Ok. Vậy thì cái function chúng ta cũng làm cái nhiệm vụ alert thôi. Alert chữ delete. Chúng ta sẽ gọi cái function ở đây. Function này. Úi giời. Quên delete chứ. Đó, chúng ta thử nhá. Đây là tên này. Đó, chúng ta ấn được rồi. Nhưng mà nó đang bị giống nhau thì giải pháp đưa ra sẽ là gì để chúng nó khác nhau được? Thì cũng dễ thôi. Ví dụ mọi người có cái gì nó có thể phân biệt những cái đấy thì chúng ta đầu tiên chúng ta có y này. Y mọi người sẽ đang chạy từ 1 đến len thì nó sẽ tương ứng cái vị trí của từng phần tử. Thì như vậy thì mọi người lúc mà mọi người chuyển y vào đây cũng được, hoặc là mọi người truyền thẳng cái này vào cũng được. Đó, em sẽ truyền y vào đây này. Truyền y vào để làm gì thì đây, sau này mọi người sẽ biết đây. Cộng. Đây, ấn vào đây xem nào. Delete này cộng cái thêm cái chữ vị trí đi, đâu không phải là index nhá. Delete cộng với index xem nó ra gì. Đây, mọi người ấn bây giờ sẽ có khác không? Ấn delete này, đó, ấn cái thứ hai thì đương nhiên vị trí nó ở số 1 ở trong máy rồi. Để cho mọi người thấy rằng khi mà mọi người truyền ID hoặc là truyền name vào cũng được thì lúc mà ấn nó sẽ khác nhau rồi. Việc của chúng ta bây giờ là xóa đúng cái mình cần xóa thôi. Để xóa được thì chúng ta dùng cái gì nhỉ? List product à? Chấm split hay split nhỉ? Split, supply thì vậy. Supply này là hàm xóa một phần tử, nhiều phần tử trong mảng. Chỉ số đầu tiên sẽ là vị trí xóa, và chỉ số thứ hai là cái số lượng muốn xóa. Tức là nếu mà nó nhập vào hai đây, nó sẽ xóa từ vị trí này đi hai phần tử. Đó, thì đấy là supply. Còn việc nữa là xóa xong thì chúng ta phải hiển thị lại nó một lần nữa, đó là chúng ta gọi display all một lần nữa. Rồi, để xem được chưa nhỉ. Thêm thử cái add vào này, delete này, đó, ok luôn, xịn luôn. Mọi người chỉ cần chú ý cái chỗ cộng y này làm sao mọi người. Cái chỗ cộng y này sẽ giúp phân biệt cho mình đang tương tác, mình đang sử dụng xóa với cái nào chẳng hạn, đang sửa cái nào chẳng hạn. Thì cái chỗ cộng y này là cái chỗ quan trọng này. Mọi người khó chỗ cộng y này thôi, mọi người chưa quen thì không biết cái cộng y này. Tức là mình sẽ truyền theo đúng cái vị trí, bởi vì đang có for mà. Thì mình sẽ duyệt qua từng phần tử của nó. Nếu mọi người truyền chữ y vào đây thì nó sẽ tương đương với vị trí của các phần tử ở trong này. Và khi mọi người thực hiện xóa ấy, tức là mọi người truyền y vào index này. Đó, xong mọi người xóa ra xin 1, tức là mình sẽ ví dụ mọi người chọn nốt 10 chẳng hạn là vị trí thứ 1. Mọi người xóa đi 1 thì nó sẽ xóa chính nó thôi. Đó. Còn về edit thì với bài này chúng ta hiện tại thì chúng ta chưa làm được kiểu kia. Đây này, kiểu này thì nó sẽ hay hơn này, nhưng mà em mở cho mọi người xem. Nếu mọi người làm được kiểu này rồi thì nó sẽ hay hơn. Còn hiện tại đại tí demo này. Đây, nếu mà mọi người làm được kiểu này. Đây này, ví dụ xanh ra phần của em như này đi. Anh edit này, nó hiện được như này rồi. Đấy, xếp trên này. Quên nó mất luôn chữ. Nó sẽ ở đây cơ. Xếp trên này, đó. Mọi người làm được như này thì hay hơn. Mà hiện tại chúng ta chưa làm được như thế. Thì chúng ta chỉ đơn giản là lúc mọi người ấn edit ấy thì mọi người chỉ hiện thêm một cái nhá. Bây giờ ví dụ khi mọi người ấn edit đi, nó sẽ hiện thêm một cái trông như này, ở dưới này để mọi người có thể sửa được cái sản phẩm mọi người vừa chọn đó. À, vậy thì chúng ta cái hàm edit của chúng ta sẽ là nó sẽ không phải delete luôn the product mà nó sẽ là show form edit thôi. Mà đương nhiên là chúng ta cũng phải cộng với lại cái y này đó thì chúng ta mới phân biệt được. Và chúng ta sẽ tạo một cái function là show form edit. Show form edit thì nó sẽ làm nhiệm vụ gì?
chỉ đơn giản là nó sẽ in ra một cái gì đó để chúng ta có thể nhập một cái nút, để nó sẽ in ra như này, nó một cái ô để chúng ta nhập 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 tên mới này, một cái nút edit để chúng ta ấn một phát chúng ta sẽ thực hiện sửa đó. Vậy thì chúng ta vẫn cần một cái khoảng gì đó, khoảng ví dụ chấm edit đi. Giờ chúng ta có một khu vực để quên, chúng ta có một khu vực để chúng ta hiện thị cái form edit đấy. Đây, sau form edit thì form edit chúng ta sẽ gồm lại, chúng ta lại khai báo một cái etc đây để hứng. Cái biến etc này nó không phải là cái gì đó cao siêu nhá, nó chỉ là tên biến bình thường thôi, mọi người biết là tên gì cũng được. Chúng ta có cái biến etr để hứng cái đấy. Etr sẽ bằng cái gì? Etr thì bằng bằng có một cái gì, chúng ta có một ô input đúng không, input này, tai này, text này, ID của nó có luôn, ID của nó sẽ gì, edit product chẳng hạn đúng không. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái button đây, button đây, và có một chữ save. Xếp đúng nhỉ? Đúng rồi. Chạy thử xem nào. Show form edit index này. Và quên, chúng ta phải làm sao chúng ta hiện nó ra ở chỗ đúng cái chỗ này đã. Document này. Chấm get element by id edit này. Chấm chấm inner. Và bằng str. Đó. Chạy thử xem chúng ta ra chưa. Edit này, đó, mọi người thấy chưa? Rồi. Mà nên chú ý là chúng ta nên thử cái nút này xem nó ấn được không nhá, sợ nó không ấn được ấy. Thử on click xem này. Thử xem nào, xem cái nút save của chúng ta có hoạt động không. Ấn cái này này, hiện ở dưới này, ấn save này, ok hoạt động rồi. Vậy thì cái nút save đấy nó sẽ làm nhiệm vụ gì? Nút save này nó sẽ làm nhiệm vụ là nó sẽ lưu lại cái thay đổi của cái sản phẩm của chúng ta. Thì từ từ đã, đầu tiên là chúng ta phải hiển thị khi mọi người đâu nhỉ, trước tiên là chúng ta khi mà ấn vào một sản phẩm máy đi đấy thì nó phải hiện lại cái tên lên đây đã, không nó sẽ hơi hơi gọi là không hợp lý lắm. Vậy thì chúng ta sẽ làm cách nào? Thì này, chúng ta sẽ viết value ở đây này đó. Chúng ta sẽ chuyển vào cái gì, list product chuyển vào in đấy đó, chạy lại thử thôi, thử đâu rồi, chạy lại thử này xem nó có ra không nào. Edit này, edit này, edit 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 đó, mọi người thấy không, mỗi lần ấn vào thì nó sẽ tự tự truyền cái tên của sản phẩm xuống đúng cái ô đấy cho mình muốn, đó là vì cái chỗ này value bằng list product vị trí là index, index chuyển từ đâu, chuyển từ đây vào chưa. Ok, vậy thì nhiệm vụ chúng ta chỉ còn là ấn cái nút save này thì nó lưu lại, ví dụ chúng ta sửa ở đây đi, ABC gì đấy thì ấn nút save này nó phải lưu lại được cái này đó. Vậy thì chúng ta phải có một function nữa thì chúng ta mới làm được điều này, đó là load save 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 product đúng không, và chúng ta gọi nó ở đâu, gọi nó ở đây save product. Ok, chúng ta vẫn nên chuyển vào cái index để nó tiện trong quá trình mình xử lý hơn. Vậy thì nếu mà có cái index này rồi thì nhiệm vụ nó rất là đơn giản, đó là bởi vì mình đã sửa rồi thì tức là list product này, index này sẽ bằng bằng cái gì nhỉ, document chấm get element by id, id của nó là edit product, nó là cái này mọi người này đó, chấm value mình thử xem được chứ nhá. Quên, mỗi khi mọi người thực hiện thêm sửa xóa xong ấy thì mình hiện nó ra đã, không thì nó cũng không thấy gì đâu. Thử lại này đó, mọi người thấy không, thử xem nào, hai này đó, không này, được chưa,
Đấy, đấy là đã sửa xong rồi. Giờ việc của chúng ta là ấn sửa xong ấy thì nó phải biến mất cái này đi. Đó, biến mất cả cái cục này đi cơ. Thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ là document.getElement by ID của chúng ta là edit đúng không nhỉ? .innerText.innerHTML bằng bằng rỗng thôi. Sẽ thử lại này. Đó, ấn edit xong thì nó bay mất luôn cái nút save của mình luôn. Đấy. Vậy nó sẽ hợp lý hơn. Được chưa? Có đoạn nào khó hiểu mọi người? Mỗi khi thêm sửa xóa xong thì phải nhớ là display on lại để cho nó hiển thị lại, cập nhật lại danh sách. Bởi vì khi mọi người thực hiện ấy thì nó là thực hiện ở trong này. Trong này chắc chắn thực hiện được rồi, nhưng mà ở cái giao diện nó không tự load lại được thì mọi người phải gọi lại cái display on này ra. Và display on là hàm hiển thị thôi. Add product thì lấy dữ liệu vào này, rồi put nó vào mảng này. Delete thì supply ID. Cái edit nó khó hơn một chút là mọi người phải hiển thị thêm cái form, hiển thị thêm cái chỗ để nhập này, một cái nút nữa này để chúng ta có thể gọi là gì nhỉ? Để chúng ta có thể nhìn để nó sửa, có một ô để sửa, hiển thị nó lại để sửa lại, rồi ấn save thì nó mới lưu thực sự. Đó. Và có thêm một hàm save product, gọi là đây mới hàm sửa thực sự này. Hàm trên nó chỉ là hiển thị ra cái form, cái ô để mình sửa thôi. Đó.